Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một món bánh rất là quen thuộc, đó là món bánh da lợn. Với cách làm này, bánh sẽ rất là mềm dẻo và dễ dàng tách lớp. Cách pha màu và đổ bánh để bánh luôn có màu xanh đẹp. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ đi chuẩn bị phần đậu xanh. Hana sử dụng 100g đậu xanh ca. Sau khi rửa thật sạch, mình sẽ cho nước nóng vào ngâm khoảng 1 tiếng cho đậu xanh nở. Sau khi đậu xanh nở, thì mình sẽ vo lại một lần nữa cho thật là sạch. Thêm vào 200ml nước, một xíu muối, bắt lên bếp, đậy nắp lại và nấu cho tới khi đậu xanh sôi. Trong khi nấu, cô bác, anh chị và các bạn nhớ để ý kẻo bị trào ra khỏi bếp. Sau khi đậu xanh sôi thì mình sẽ hớt bọt. Sau đó mình sẽ nấu cho tới khi đậu xanh cạn nước thì mình tắt bếp và đậy nắp lại để thêm khoảng 5 phút nữa cho đậu xanh mềm hoàn toàn. Sau 5 phút, mình sẽ bắt xoong đậu xanh ra khỏi bếp và dùng giá tán cho thật là nhuyễn và để qua một bên. Bây giờ mình sẽ đi pha bột màu trắng. Hana sử dụng 100g đường cát trắng, 150g bột năng, 18g bột mì số 8 và một xíu muối. Thêm vào 250ml nước, 120g nước cốt dừa. Mình sẽ xay hỗn hợp này khoảng 1 phút cho thật là mịn và sau đó lọc qua rây. Để tăng hương vị của bánh, Hana sử dụng thêm 1/2 muỗng cà phê vani nước. Và để tạo độ bóng đẹp thì mình dùng 1/4 muỗng cà phê dâu. Sau khi trộn đều, mình sẽ để qua một bên. Mình không cần phải đi rửa cối xay, cho vào cối 110g đường cát vàng, thêm hết phần đậu xanh lúc nãy mình nghiền mịn vào. Và 400ml nước cốt dừa, 1/6 muỗng cà phê muối. Phần bột thì Hana sử dụng 80g bột năng, 13g bột mì số 8. Phần đậu xanh cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ xay lâu hơn, khoảng 3-4 phút cho hỗn hợp thật là mịn và mình cũng lọc qua rây. Tiếp tục thêm vào 1/2 muỗng cà phê vani nước, 1/4 muỗng cà phê dâu. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích có màu vàng đẹp hơn thì thêm vào 2 giọt màu vàng. Nếu không thích, mình có thể bỏ qua. Khi pha màu vàng xong thì mình rửa cối cho thật là sạch. Sau đó cho vào cối 70g lá dứa cắt nhỏ, thêm vào 310ml nước nóng. Xay lá dứa thật là nhuyễn mịn, sau đó mình sẽ lọc lấy nước. Để pha bột màu xanh, Hana sử dụng 90g đường cát trắng, 120g bột năng. Bột mì thì Hana sử dụng 15g bột mì số 8 và một xíu muối. Cho hết phần nước lá dứa lúc nãy vào, mình cũng đem xay hỗn hợp này khoảng 1 phút cho thật là mịn, sau đó cũng lọc qua rây. Hana sử dụng cái rây nhỏ hơn vì sợ lúc nãy mình lọc nước lá dứa chưa được kỹ. Để bánh có màu xanh đẹp, Hana sử dụng thêm 1/8 muỗng cà phê hương lá dứa.
và một giọt màu vàng. Màu vàng giúp bánh có màu xanh đẹp hơn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình cũng có thể bỏ qua. Để cho bánh được bóng đẹp, Hana cũng thêm 1/4 muỗng cà phê dầu ăn, khuấy đều. Sau khi pha bột xong thì mình sẽ để cho bột nghỉ 15 phút. Trong thời gian 15 phút, cô bác, anh chị và các bạn bắt sẵn một nồi nước sôi. Khuôn bánh Hana sử dụng khuôn loại silicon có đường kính 20 cm, chiều cao khoảng 5,5 cm. Khi nước sôi, mình sẽ cho khuôn lên sửng và đậy nắp lại. Mình sẽ làm nóng khuôn khoảng 5 phút. Để tạo các lớp đều nhau thì mình sẽ sử dụng 3 cái muỗng có kích cỡ giống như nhau. Mỗi lớp mình sẽ đổ 8 muỗng canh bột. Mình làm như vậy thời gian hấp rất là nhanh. Lớp thứ nhất, Hana sử dụng màu trắng. Nếu bột có bọt khí trên mặt, cô bác, anh chị và các bạn nhớ làm dỡ bọt khí trước khi đậy nắp lại hấp. Phần bột này mình sẽ hấp 3 phút ở lửa vừa. Sau 3 phút, mình sẽ khuấy đều bột màu vàng lên. Lớp thứ 2, mình sử dụng 8 muỗng canh bột màu vàng. Phần bột đậu xanh thì mình sẽ hấp thời gian là 4 phút. Lớp thứ 3, mình cũng đổ màu trắng nhưng mình bớt lại 1 muỗng canh bột màu trắng. Mình thay bằng 1 muỗng canh bột màu xanh. Tổng cộng mình sẽ đổ 7 muỗng canh bột màu trắng và 1 muỗng canh bột màu xanh. Vì là lớp bột nên mình cũng hấp 3 phút. Sau 3 phút, lớp thứ 4 mình sẽ làm bột màu vàng. Và mình cũng hấp 4 phút. Lớp thứ 5, Hana sử dụng 6 muỗng canh bột màu trắng và 2 muỗng canh bột màu xanh. Tương tự như vậy, các lớp chẵn thì cô bác, anh chị và các bạn đổ bột màu vàng, hấp 4 phút. Số lẻ thì cô bác, anh chị và các bạn mỗi lớp giảm thêm 1 muỗng canh bột màu trắng và tăng thêm 1 muỗng canh bột màu xanh. Mình làm như vậy cho tới khi đầy khuôn. Tùy theo khuôn của cô bác, anh chị và các bạn lớn hay nhỏ, nhưng mà lớp trên cùng mình nhớ để màu xanh cho đẹp. Lớp thứ 10, màu vàng của Hana bị sự cố nên không còn đậu xanh để làm. Hana pha màu khác, vì vậy màu không được đẹp. Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm đầy đủ như những gì Hana chia sẻ, thì bánh của cô bác, anh chị và các bạn sẽ đẹp hơn của Hana rất nhiều. Với kích thước của khuôn giống như của Hana, mình sẽ đổ được 15 lớp. Lớp cuối cùng mình sẽ đổ 1 muỗng canh màu trắng và 7 muỗng canh màu xanh. Sau khi đổ xong mình sẽ đậy nắp lại. Vì là lớp cuối cùng nên mình sẽ hấp 8 phút. Để bánh có màu xanh đẹp hơn, sau 8 phút cô bác, anh chị và các bạn mình tắt bếp
và để bánh trên nồi hấp khoảng 5 phút nữa. Sau 5 phút, mình sẽ dỡ bánh ra và để cho thật là nguội. Sau khi bánh nguội, mình sẽ cho vào tủ lạnh để khoảng vài tiếng hoặc là qua đêm. Và đây là bánh của Hana để qua đêm. Bánh xét lại nhưng mà không bị cứng, rất là mềm dẻo. Mình sẽ dễ dàng tháo bánh ra khỏi khuôn. Vì màu vàng của Hana phần sau pha không chính xác và không có đậu xanh nên phần màu bánh có hai màu rõ rệt, nhìn không được đẹp lắm. Dùng màng bọc thực phẩm bọc dao lại và cắt bánh, giúp cho bánh không bị dính. Bánh của Hana làm rất là mềm và dẻo, mình có cho thêm dầu ăn nên phần bánh rất là bóng đẹp. Phần mặt bánh sau khi hấp xong, mình tắt bếp có để thêm 5 phút nữa, nên phần mặt bánh nhìn rất là mịn mượt. Bánh rất là vừa ăn, nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ngọt hơn thì mình thêm mỗi màu khoảng 10g đường nữa. Các lớp bánh rất là mềm, mịn và dẻo, nhưng mà mình tách lớp thì rất là dễ dàng. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.